Nghe nói em nhất làng trong là bảo anh phải ship hàng trong. Nghe nói đưa đón bằng hàng không, chơi đồ chơi lăng bằng vàng rong. Em là cô út nhà tá điền, đẹp người đẹp nết quá duyên, làm anh say đắm hóa điên, gật đầu là yêu em liền. Chờ qua ngày lũ đâm vòng tặng em những cỏ xếp bằng tay không, thì không dầu nắng dọc mưa giông vẫn đưa nàng đi dài vòng tây đô. Thương tính em hiền khô nè, xa tích ngày ngoại ô, không có đường ô tô thì mình cùng đi xe thồ. Em